Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình chia sẻ cho các bạn tham gia một chương trình để góp lead and earn, ăn chia tổng giải thưởng là 100.000 đô la tập càng RAM nè các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình, đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và hoàn thành KYC level 2 nha các bạn. Để các bạn chơi nha các bạn. Thì để đủ điều kiện tham gia giám này các bạn cần phải có lượng volume giao dịch là 40 tập càng RAM 3 giờ sale các bạn. Thì để chơi được con này thì các bạn cần nạp USDT lên sàn Binance nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn chơi luôn các bạn. Thì các bạn vào mục tìm kiếm nha các bạn. Các bạn gõ từ khóa là RAM nè. Rồi các bạn chơi qua con USDT nè các bạn. Thì hiện tại tập cần RAM này nó có 0.4 đô à. Chơi có 40 volume nó 40 để mình tính nha các bạn. Thôi các bạn chạy chút xíu. 40 nhân 4 nhân 0.4. Các bạn tầm kiếm có khoảng 20 đô bạn, 10 đô 20 đô là các bạn đủ tham gia gián này các bạn. Rồi mình đã có USDT của mình mua vào còn farm nè, chấp nhận điều khoản của nó nè. Chết hết luôn. Sao kỹ ta. Gì tại. Phan nay sao đang sẹt. Nó hiện cái dòng đó các bạn bấm bỏ nha các bạn. Rồi các bạn mua vào 0.17 luôn nè. 16 sụp rồi. Sập rồi. Các bạn mua vào các bạn. Chấp nhận điều khoản nè. Này nó có phá không ta? Đây mình coi. Ok, cái này như là cảnh báo của rủi ro các bạn khi chơi là lỗ giảm tối thiểu bao nhiêu thôi các bạn, không có gì chứ các bạn. Lại lỗ. Bỏ đi. Sell chấm chấm bài sẽ hiện nữa ta. Phan các bạn đợi mình sẽ để giọng tiếng Anh tiếng Tàu được không. Rồi bắt đáp lại coi. Rồi các bạn chọn một dòng trên dòng dưới tỷ lệ mình, cái này nó chỉ khuyến khích mình chơi cảnh báo mình thôi các bạn. Rồi bấm compete đi các bạn. Rồi các bạn chọn chấm chấm các bạn. Bài. Rồi. Quất một lệnh một. Rồi sau khi này nó đủ ấy thì các bạn Phan đây mình qua mình check cái đủ volume không các bạn. Chưa có bài sell gì chưa mà chết gì. Nãy mua bao nhiêu con ta. Ok bỏ đây đi, mình qua đây mình làm nhiệm vụ đi các bạn. Chút xíu qua chết sau. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào cái link phong này nha các bạn. Sau khi các bạn nhấp vào cái link phong này nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ UD Binance nha các bạn. Mình hướng dẫn gì mà các bạn làm không được nữa thôi, mình cũng bó tay luôn. Rồi bạn nhập avatar của mình nè. Copy nè. Rồi các bạn dán UD mình vào đây để sau này tôi cần phân phối gì đây nha các bạn. Hoặc có claim gì thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn đáp án thì mình đã soạn sẵn cho các bạn hết trơn. Câu 1 Add up the book. Câu thứ 2 là ga free Add up the book. Rồi câu số 1 là add up the book nè. Câu số 2 là ga free nè. Câu số 3 là add up the book nè. Tiếp tục câu số 4, câu số 5. Câu số 4 là Polygon Network và Binance Smart Chain nha các bạn. Polygon Network và Binance Smart Chain nè. Tiếp tục thì câu số 5 là Adapt the Book G. Khóa là đơn giản luôn các bạn ơi. Rồi các bạn cố gắng làm nha các bạn. Rồi các bạn muốn cả là xong các bạn. Để mình qua mình check sàn Binance coi nó có lượng mua chưa không biết nữa. Ok mình đã có lượng mua nè các bạn. Một lệnh 1188 tôi cần. Rồi lệnh một là đủ các bạn. Còn bạn nào mà có 20-30 đô thì chơi 3 giờ sale nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.